Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Tin nóng ngày 25 tháng 3 của Bay Việt Ngữ đã cho tự do với những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Việt Nam lên tiếng về đội tàu dân quân Trung Quốc tại Đá Ba Đầu Philippines điều thêm tàu tuần tra đến Đá Ba Đầu Bộ Y tế Việt Nam đề nghị doanh nghiệp tìm nguồn cung vaccine COVID-19 kể cả từ Trung Quốc Tại cuộc họp báo chiều 25 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lê Thị Thu Hằng, lên tiếng cho rằng hoạt động của các tàu Trung Quốc trong phạm vi lãnh hải đảo Sinh Tồn Đông thuộc Trường Sa là vi phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm quy định của công ước Liên hiệp quốc về luật biển 1982 về hoạt động của tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải của quốc gia ven biển đi ngược lại tinh thần và tuyên bố của các bên về cách ứng xử ở biển đông doc làm phức tạp thêm tình hình không có lợi cho quá trình đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc giữa khối các nước đông nam á asean và trung quốc Phát biểu vừa nêu của bà Lê Thị Thu Hằng được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Philippines vào ngày 21 tháng 3 vừa qua lên tiếng yêu cầu Trung Quốc phải rút 220 tàu cá khỏi bãi đá Ba Đầu thuộc Cụm Sinh Tồn, quần đảo Trường Sa. Bộ Quốc phòng Philippines cho rằng việc xuất hiện ồ cùng một lúc các tàu cá Trung Quốc tại khu vực này là vi phạm chủ quyền của Philippines. Sang ngày 22 tháng 3, Trung Quốc đáp lại rằng các tàu cá hay tàu dân quân biển của họ tại bãi đá Ba Đầu là bình thường. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng các tàu cá của họ đến trú ẩn trong điều kiện thời tiết xấu. Tuy nhiên, phía Philippines cho biết dù thời tiết quan đảng, số tàu cá đó vẫn không có hoạt động đánh bắt mà chỉ bật nhiều đèn sáng trắng lên vào ban đêm. Vào ngày 23 tháng 3, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Manila ra thông cáo đứng về phía Philippines trong vụ việc Trung Quốc đưa lực lượng 220 tàu dân quân biển đến neo đầu tại đá Ba Đầu. Hoa Kỳ và Philippines là đồng minh ký hiệp định phòng thủ lâu đời nhất ở khu vực châu Á. quân đội Philippines cho biết hôm 25 tháng 3 đã có lệnh điều thêm tàu hải quân đến tuần tra bảo vệ chủ quyền ở khu vực đá ba đầu thuộc quần đảo Trường Sa, nơi có hơn 200 tàu dân quân biển của Trung Quốc tập trung nhiều tuần qua. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delphin Lorenzana đã yêu cầu Trung Quốc phải rút các tàu dân quân biển này khỏi đá ba đầu mà Philippines coi thuộc chủ quyền của mình. Tuy nhiên, Trung Quốc đã từ chối rút tàu và nói rằng đây không phải là các tàu dân quân biển, mà chỉ là các tàu cá đang trú ẩn ở đá ba đầu do thời tiết xấu. Cũng trong ngày 25 tháng 3, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, Tổng thống Duterte đã cam kết sẽ bảo vệ chủ quyền trên biển của quốc gia trong cuộc gặp với đại sứ Trung Quốc Hoàng Xì Liên. Ông Duterte đồng thời cũng nói đến chiến thắng của Manila trước Bắc Kinh trong vụ kiện hồi năm 2016 trước Tòa trọng tài quốc tế PCA. Bộ Y tế Việt Nam hôm 24 tháng 3 năm 2021 tiếp tục đề nghị các doanh nghiệp tìm kiếm các nguồn cung cấp vaccine ngừa COVID-19 khác nhau, kể cả do Trung Quốc sản xuất. Trong bối cảnh chương trình COVAX Facility của Liên Hiệp Quốc thông báo việc phân bố sẽ chậm hơn so với kế hoạch. Theo Vietnamnet, Bộ Y tế đang đàm phán để mua vaccine của hãng Pfizer, làm việc với hãng Johnson Johnson và Moderna. Các nhà sản xuất Ấn Độ, Trung Quốc đề nghị thông báo chính thức khả năng cung ứng vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có đơn vị nào trong số các hãng trên cho biết về khả năng cung ứng vaccine trong năm 2021. Ngoài nguồn nhập khẩu, Bộ Y tế cũng cho biết đang thúc đẩy tiến độ nghiên cứu phát triển vaccine trong nước, trong đó vaccine Nanocovax do công ty Nanogen phát triển đã được tiêm thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 trên người từ ngày 26 tháng 2. vaccine xin Covivac do Ivac phát triển bắt đầu thử nghiệm lâm sàng từ ngày 15 tháng 3. Hồi tháng 2 khi trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Hà Nội có hay không việc mua vắc xin từ Trung Quốc, bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao không trả lời trực tiếp câu hỏi mà cho rằng Việt Nam đang tiếp cận nguồn vắc xin đa dạng, đàm phán với nhiều đối tác khác trên thế giới. Vừa rồi là một số tin nổi bật của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin ngày mai. Cũng ngay trên kênh Youtube và Facebook của Bài Việt Ngữ Đã Cho Tự Do. Xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an.